Chào cả nhà mình nha. Bữa nay mình sẽ nấu chao cả nhà ơi. Đây là gà. Mình đã úp chao với tỏi sả rồi. Mình chỉ có úp chao xong rồi mình cho miếng hạt nêm vô thôi cả nhà, với đường thôi. Rồi mình úp nãy giờ chắc nửa tiếng có rồi. Bây giờ mình bắt cái nồi lên. Mình tao xong rồi mình lấy cái nồi này nấu luôn nha cả nhà. Mình sẽ tao. Đây có miếng sả, sả với tỏi. Tại với tỏi mình bắt lên mình tao xong mình nấu nấu trong cái nồi này luôn. Bữa nay nấu nấu chao này nó hơi đặc biệt một cái là mình sẽ không nấu khoai môn mà mình sẽ nấu theo yêu cầu của con gái với chồng mình. Đó là khoai tây. Mình nấu ở nhà ăn cả nhà ơi, thích ăn cái gì bỏ vô cái đó thôi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ tao cái Mình gà. bỏ vô, mình xem cho nó hơi vàng vàng cái xong mình mới bỏ gà vô. Cái này món nấu chao này chắc cũng rất là đơn giản, chứ người nào cũng biết nấu cả nhà. Mình nấu sao vừa khẩu vị nhà mình là được rồi cả nhà. Chủ yếu là mình úp gà, mình úp chao trước rồi xong rồi tỏi sả, xong rồi ốp đường với miếng hạt nêm để cho nó thấm nha nha. Thấm rồi xong một xíu mình mới sau này nấu lên. Đầu mình bỏ gà vô cả nhà. Cho nước vô cả nhà ơi. Mình á, hồi nãy mình tưởng đâu ở nhà có nước dừa. Nếu mà có nước dừa ha, nấu bằng nước dừa thì nó ngon gấp gấp mấy lần cả nhà. Nhưng mà nhà mình hết nước dừa cho nên mình nấu bằng nước thôi cả nhà. Nấu bằng nước. Nước cũng ok cả nhà ơi. Mình nêm nếm thêm chút xíu muối với chút xíu bột nêm. Với chút xíu đường nữa là vừa ăn rồi cả nhà. Bây giờ mình bỏ khoai tây vô luôn rồi. Bỏ khoai tây vô mình hầm thêm một lúc nữa là mềm rồi ha, mình ra bàn ăn thôi cả nhà ơi. Xin chào cả nhà. Nấu chao chín rồi cả nhà ơi, bây giờ mời cả nhà ăn chung với nhà mình nha. Mời em bật cái chân con nha. Tình tô. Lên lên mẹ cắm. Cái này sao con cắn được? Mẹ lấy thịt cho. Tôi thò đây. Không có này. Con muốn cái cánh này hả? Mẹ lấy cho. Dạ điện. Nóng nè. Nào, nào hết, đưa con Minh. Con Minh hết rồi. Thêm một cái nữa không? You must invent that his mama you make. Con gái, thêm một cái nữa không? Ok. Ồ, con gái là ha, là mê khoai tây lắm không? Mặc cô chú ơi. Cái này ha, cái này mới thấy lần đầu tiên á, nấu chao mà nấu với khoai tây luôn á. Nên là mẹ đang nấu cả nhà. Lát đi ra nè ha, mình làm suốt bằng bằng chao để mà ha, chao xả ớt này kia nọ để mà chấm luôn á, làm sệt sệt chấm đơn vị mới đúng là ăn nấu chao của người ta. Nhưng mà nhà mình không thích đâu nha. Bởi vì chiều theo nhà mình thôi. Nhà mình ăn sao mình nấu vậy thôi cả nhà. Này cả chín nè. Oh my god. Tôi nóng hổng ba. Từ từ chị hai, đưa chén vô mẹ gấp cho. Nóng hả? Mẹ dân có vậy hả? Xin lỗi. Nè, rồi. Mình còn miếng tàn ô với bữa mua tàn ô với còn miếng cải bè xanh. Lấy cái miếng này hay kem đó. Nó hôi quá. Đi để vội lên.
Rồi nó béo thì nó mềm nhưng mà nó béo mà. Nó ngon hơn gà của Thụy Điển, gà công nghiệp của Thụy Điển. Bỏ cái đá vô. The old potatoes is gone anymore. Bara potatis? Nej. Brunsås och typ corn pudding. Brunsås och corn pudding, det är gött. Men pappa. Och potatis. Mm. Och vad köttfärs är också då? Kom hit. Ja. Ja, jag kommer hit. Mm. Vad vill du nu då? Nej men ja, det räcker. Potatis är gärna. Ja, ja. Mm. Har den lite. Oh. Riktigt sexy John när du har mjölkmustasch. John, du har mjölkmustasch. Hallå? Du har mjölkmustasch. Mjölk är en mjölk. Cái này món này mà ở Việt Nam nè ha, có cải bê xanh nhỏ nhỏ này kia nọ nhúng vô trời hết sảy cả nhà. Ambulance luôn á. Ủa hú hồn luôn á. Hả? Cả nhà biết không?
Bây giờ rảnh rồi mẹ kể cho, dắt nó ra làng mẹ kể. Hôm qua mình hầm cháo, mình hầm cháo với xương á, xương với bí. Xong rồi mình lấy vớt mấy cái xương ra hết rồi, tại vì xương cục cục bự bự mà. Mình đã vớt sạch hết rồi, cho nên hả mình cứ nghĩ là cháo không à. Trời ơi, bữa nay đúng ăn cháo không bà cô chú ơi. Hả, lúc nó ăn cháo mà sao mà hả còn sót cái xương giống như cái rũa bé lớn nè, mà nó dài cỡ vậy nè. Ồ, bé lớn này mà nó dài cỡ vậy nè cả nhà. Trời ơi, bà đút vô miệng nó. Cái mà hả đút chắc là muỗng đầu tiên hay là hả, muỗng thứ mấy mà vô cái miệng của nó rồi. Mà nó khôn không em, nó khôn, dắt nó khôn á cả nhà. Trời ơi, nó hả nó ngậm trong miệng. Ủa, nó cứ đùa qua đùa nó ngậm phía, đùa qua phía bên đây nó ngậm phía bên đây, đùa qua phía này nó ngậm phía này, mà trong khi đó mình lúc cái xương của nó ngậm trong miệng biết bao lâu không biết đùa hồi lúc nào nữa. Xong rồi hả mình cứ đút cháo vô thì nó ăn bình thường, nó vẫn ăn vẫn nuốt cả nhà. Nhưng mà hả mà nó hay có cái mà cái xương sau nó đùa mà nó ngậm qua phía này ngậm phía này, mà mình lúc vô nó vẫn ăn cháo bình thường nha. Xong rồi mình ngồi gần. Ủa mình nhìn nó, ủa sao tự nhiên hả sao mà nó cứ cái miệng nó đưa qua đây đưa qua đây. Mình nói ủa cái gì vậy, cái miệng cái gì, có gì ở trong miệng không. Trời ơi, kêu nó hả miệng á, mình thấy cái gì trắng trắng. Ôi ôi, lôi tay vô, ông bà cô chú ơi, trời ơi hả, nó ngậm phía qua đây, nó ngậm cứng hết. Xong rồi mẹ móc ra. Trời ơi, cái cục xương giống như là cái đôi lũa mới lớn nè, mà hả nó dài vậy nè. Trời ơi, hết hồn luôn cả nhà ơi. Chết đi chứ. Thấy nó ra hả, trời ơi, muốn hú hồn, muốn yếu tim luôn á. Kể chồng nghe, chồng nói trời ơi, cái đó mà nuốt vô pho liệt luôn á, nguy hiểm lắm. Trời ơi, mình nói anh, nó mà nuốt vô mình không biết làm sao, chắc kêu ambulance tới luôn, các kêu xe cứu thương tới quá, mình không biết chắc mình quýnh. Nhìn cái đó hết hồn. Trời ơi, vậy mà nó khôn không bà cô chú ơi, không biết mình nuốt nó ngậm vô lúc nào cũng hay luôn á. Mà mình nuốt cháo vô thì nó cũng ăn bình thường nha, nó ăn nó nuốt. Mà ha một hồi sao mình thấy nó cứ mộng. Xong nó lừa qua bên đây, đừa quá lừa lợi. Trời ơi, lần sau mẹ phải coi kỹ lắm à. Trời ơi, mẹ đâu có nghĩ là hầm xương mà ha, xương cục bự bự không. Mình vớt xương ra hết rồi, đâu có nghĩ mà nó sót miếng xương mà ha, nó dài. Mẹ đừng mà nó xương bự á, mẹ phải còn coi có nhỏ à. Trời ơi, vậy mà em con muốn hú hồn trời, nếu không mà gặp đứa khác là nó đút vô luôn ông bà cô chú ơi. Trời ơi, nhỏ, chừng vài tháng mình cho nó ăn dưa hấu hay ăn mặn gù vậy, nó cắn hơi bự cái ha, nó muốn nuốt vô cái nó muốn nhẹt hai ba lần á, cái nó sợ nó biết. Bởi vì em khôn đó, em ăn á mà cái nào nó còn cộm cộm mà cục cục á, không bao giờ nuốt vô liền đâu con bà cô chú ơi. Nó nhai nghe, nó nhai chứ không phải nó nuốt, nó giống như con nít người ta mà nuốt vô là ha cứ nuốt thôi. Con này nó nhai cái nào cộm cộm mà cục cục là nó nhai xong rồi nó mới nuốt vô bà cô chú. Mẹ cho nha. Mẹ xin lỗi. Mẹ lo kể chuyện hả? Khi nào mẹ nói xong dắt khóc luôn. Ừ, nói hết cái dắt nó khóc luôn. Nó cho má mà kể cho xong rồi xong nó la làng luôn, nó cứ đo kể hoài nó đói vậy nè. Ôi khôn lắm. Tội nghiệp. Bự cái gì vậy? Nó bự hơn cái đó mà nó ngắn hơn cái đó chút xíu. Trời ơi vậy đó, giống bằng đôi đũa đó, bự bằng đôi đũa đó, bự bằng đầu đôi đũa này nè cả nhà. Nó bự không? Trời ơi chắc bên gì không? Ừ, bên nhỏ đó. Có được chưa? Nhưng mà ba đứa con của hó nha, Jessica là dễ mắc cổ nhất. Do nó cũng rất là hay luôn không bà cô chú. Hồi nhỏ là mình xương ha, cá này kia nọ ha, mình là lựa kỹ rồi mà nó ăn ha, mà nó xót một cái xương chút xíu thôi là nó ăn, nó cũng biết là nó cũng đừa ra nữa chứ nó không bao giờ nó nuốt vô nha bà cô chú. Do nó đừa xương rất là hay luôn, nó giỏi lắm luôn á. Bây giờ dắt nó giống nó, trời ơi. Nếu không là mình còn chị hai á hả mà ha gao này kia nọ mà cắn á nhai không có đứt ra mà nuốt vô cũng bị mắc cổ, không có nghiêng xương. Chị hai là dễ mắc cổ nhất, còn Doanh này nó giỏi lắm luôn á. Doanh nó đùa xương hay lắm luôn. Bây giờ tới dắt rồi nè, dắt nó giống anh Doanh nó nè. Trời ơi mừng quá, giống như ba làm cái không bao giờ mất. Cháu gặp con nít mà nó mọc răng là nó mới mọc hai cây chính giữa là thế nào nó cũng bị anh nóng là, cũng bị này kia nó. Anh này không có bị nghèo. À, ông bà cô chú ơi, anh này giỏi á.
nhóc vô mẹ chút dài đó, mẹ biết có mẹ xin đó, mẹ nhóc lá dùng uống trước khi xong bỏ gì thì xong nút vô không có sự miếng nào gì giống như nhóm nhau nhon. Còn anh cho nó nói chuyện mà nó dòm tới vậy thì ông bà cái chú ơi bông bông chả bông bông chả bé mới nhớ bé chắc em no đó em con xong rồi em nó ăn hết một chén luôn bà cái chú ơi nó dòm lên vô xong rồi phải không? Không, không có trà mía. Ừ. Rồi bông bông chả hả? Bông bông chả, bông bông chả. Không, cho em ăn muỗng này nó chậm bao cái chút. Ồ, ê, em ăn hết một chén rồi, em ăn còn ăn ăn giỏi hơn anh John nữa nè. Em ăn hết luôn á. Bà ơi bà, sáng mình cho ăn cháo á, thấy em ngán quá rồi xong mà chiều nay cho ăn bún luôn bà cô chú ơi. Nè. Nè hết rồi. Nên ngồi thẳng lên. Chịu ăn một con. Nó coi, nó coi cũng bún rồi dính cái tay của nó mà nó dòm nó ngó tới vậy kìa. Chị hai chào ông bà cô chú đây con. Ông bà cô chú thương con như nhau như giá gì. Ông bà cô chú đăng ký cho con như nhau như giá nha. Cảm ơn bà cô chú. Cảm ơn bà chú. Video mình ăn tới đây thôi cả nhà ơi. Hẹn cả nhà vào clip sau nha. Bye bye cả nhà.